Hiện tại lúa xuân đang trong thời kỳ đẻ nhánh, một số diện tích rau cấy sớm đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ. Với điều kiện thời tiết mưa phùn, độ ẩm không khí cao như những ngày vừa qua sẽ là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn hại lúa phát triển. Để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ bệnh kịp thời, một thông tin cùng nhà nông tuần này chúng tôi xin giới thiệu với bà con một số biện pháp sau. Do so cây lúa đang trong thời kỳ phát triển, cần nhiều dưỡng chất để tập trung đẻ nhánh. Chính vì vậy, bà con nông dân đã và đang tập trung bón thúc cho lúa, cộng với điều kiện thời tiết bất lợi những ngày vừa qua đã làm cho một số diện tích lúa xuất hiện vết bệnh đạo ôn. Tôi hay phun phòng đạo ôn coi như là Phinea, phun từ cái lúc đầu đến lúc lúa con gái đến lúc chỗ. Sản phẩm của Phinea này là tốt, phun phòng được thì nó không bị đớt, còn nếu mà mình mà không phun nó mà bị thì là nó nùn hẳn xuống bệnh đạo ôn thường phát triển mạnh và gây thiệt hại nặng trong vụ đông xuân điều kiện thời tiết lạnh độ ẩm cao và sương mù về đêm thời gian qua là điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển bệnh gây hại chủ yếu giai đoạn mạ đẻ nhánh triệu chứng ban đầu có màu xám xanh sau chuyển sang nâu do nấm tấn công vào mạch dẫn gây cản trở việc vận chuyển các chất dinh dưỡng nuôi lá thân và hạt làm cho lá thân dễ gãy hạt bị lép lửng Đối với cái bệnh đạo ôn thì bà con đặc biệt phải lưu tâm khi mà bệnh đạo ôn mình không được để nó quá nặng mình mới đi phòng trừ mà mình nên kiểm tra đồng thường xuyên nếu như xuất hiện các cái vết chấm kim hoặc là mới chớm xuất hiện thì chúng ta phải phòng trừ ngay thì mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho bà con và đối với giai đoạn này thì bà con đặc biệt lưu tâm là khi chúng ta bón phân thì cũng bón cân đối đạm lân kali chúng ta không nên lạm dụng cái lượng đạm quá nhiều thì đấy cũng là nguyên nhân làm cho bùng phát cái bệnh đậu. thì bà con lưu tâm là phun thuốc thì chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc đúng, đúng thuốc, đúng rồi đúng cách, đúng liều lượng nồng độ, đúng cái thời điểm chúng ta sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất và đặc biệt đối với lúa thì giai đoạn này thì chúng ta cũng nên phun vào lúc sáng sớm cái lúc mà lúa nó đã khô xương hoặc là lúc chiều mát để mang lại cái hiệu lực tốt nhất. Hiện tại, bệnh đạo ôn lá đang xuất hiện và gây hại nhẹ cục bộ trên giống lúa nhiễm như nhóm lúa nếp quy năm, tỷ lệ hại nơi cao 0,5-1% số lá, nơi cao 3-5% số lá, cá biệt có ruộng trên 10% số lá. Do bệnh có phát hiện, lại có khả năng lây lan nhanh nên bà con cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ kịp thời.